Kính thưa quý vị khán giả theo dõi kênh YouTube Yến Sào Rồng Vàng. Và hôm nay chúng tôi có mặt tại huyện Tam Nông của tỉnh Đồng Tháp để tiếp tục lại giải cứu một căn nhà yến tiếp theo sau 2 năm hoạt động mà ở một cái vùng chim phải nói là cực kỳ là tốt, nhưng mà nó không phát triển được theo cái nguyện vọng, và cũng đồng thời nó thất thu trong rất là nhiều. Và nhà này thì nó cũng phải là 3 năm rồi, nó cũng không phải là đơn giản chúng ta nghĩ, nên là bác chủ nhà sau nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm xem YouTube Yến Sào Vàng cũng tự sửa và cũng tự vận hành, nhưng mà thấy nó không đạt được kết quả như mong muốn. Thì hôm nay chúng tôi lại tiếp tục đến đây để tiếp tục đồng hành với bác chủ nhà và sửa một lần duy nhất trong cuộc đời nhà yến này. Và chúng tôi đây vào trong đây để chúng tôi biết tại sao là nó không phát triển mà cũng không được như mong muốn của bác chủ nhà. Nhà này thì nó cũng khoảng 200m², tôi không có nhiều. Đấy, nhưng mà bác nói này là sau khi mà chỉnh sửa theo cái làm nó dẫn nó dùng theo cách của Yến Sào Rồng Vàng thì nó cũng là phát triển rồi. Nó cũng đã phát triển rồi nhưng mà nó không đạt được theo cái nguyện vọng. Cũng mới mà nó cũng mới nhiều tỏ được khoảng vài tháng nay thì đúng không? Nó cũng mới vài tháng nay mới phát triển thôi. Và mới được một năm nay phát triển. Và đây này, tất cả cái hệ thống loa như này thì nó không được ổn rồi. Đấy, mình dọc với bên này là chim mới đi vào với bên này mà mình không cho loa bên này thì nó là một cái lỗi lầm lớn, đúng không? Đấy nên chim không nào ở những cái bị góc thì chú góc này. Mấy cái góc này không có loa này. Đấy, thế thì giờ mình phải là tỉa cái loa sang bên đây để cân đối lại. Cái thứ hai là sử dụng nhiều quá, dùng nhiều loa chùm ở đây nó không có hiệu quả. Và với hai nữa là một điều hôm qua là bác đã lên trên đây để bác lên trên đây để bác rửa dọn nhà rồi, rất là vất vả là khi bác phải trà những cái bức tường như thế này, những bức tường như thế này phải trà ra và nó mới trà ra thì bắt đầu nó mới làm cho cái nhà yến này nó mới sạch sẽ được. Và đây là cái chuồng đảo chim. Đây là cái chuồng đảo chim thì bác cũng đã làm chuồng đảo chim mà nó văng đầy trên cái nóc nhà như thế kia thì không ổn tí nào rồi. Đấy, thế thì bác đã phải quét dọn sạch sẽ này. Đấy, phải quét dọn như thế này và đi vào trong đây. Mình phải để cái thông khí như này ra, mình đừng bịt lại nhá. Tí nữa phải bịt mảng này ra, kệ nó thôi, để mình làm dẫn một cái đường chim vào nữa. Đây, đấy, thế thì giờ phải đọc những cái vùng kia ra chứ không là nó không thông khí được cái chú này. Đây, tí nữa anh em phải đọc cái này ra, không thông khí được là nó cũng không phát triển được cái nhà chim đâu. Đây thì nó cũng không có nhiều tổ đâu này. Cái vùng này nó bao nhiêu đâu, nó bí khí quá nó không đạt được, vì nhà này là kết cấu từ nhà ở sang nhà yến. Hoặc mà cái cửa này ai cho thông chim vào này, nhớ là phòng chỗ này là phòng kỹ thuật. Và chỗ này chúng mình phải khoan ống ra chứ mình không thể để ống vị trí nào mà phải thế đấy, mình phải khoan ống ra. Còn nó có cái ống nào đâu đấy, cái này là chỗ này quan trọng luôn. Đúng rồi. Chỗ này mình phải khoan ống ra này, không có sửa làm sao mà phải khoan ống ra. Đưa máy ra và khoan ống chỗ này đi, chỗ này không có khí vào này, đất này là đố cổ. Đây, không đây. Khoan ống ra đây nhá, khoan ống đục lỗ như này ra này, đục lỗ đây ra, thông khí ra đấy. Trên trên cái có ống không biết, ống phải làm thì nó mới phát triển được, chú mới chỉnh là cái giọng độ bình thường thôi, nên là chim nó dừng lại nó không phát triển được đâu. Thế và cái cách làm thì toàn phân mới cứt thế này thôi thì làm sao mà phát triển được nhà yến. Và hôm nay cũng cảm ơn chú là chú cũng làm nó sạch sẽ rồi. Đây, bên đây nó không có cái ống nào, tí nữa mình phải đặt một cái lỗ này ra để chim nó vào. Đó, ống đó. Đặt cái chai ra để cho chim không khí vào, thối lắm, chim cũng đói. Thối kinh á, chim cũng được đâu. Đấy, bên kia mình cũng phải là cắt một cái đường chim. Cắt một cái lỗ khí, tháo một tấm xi mò đây ra, cắt ra cho khí ra. Thì đây, trăng trùng nôm hết này, phải điều chỉnh lại hết. Vâng, trên này thì được, trên này thì cũng là tạm mà ổn đây. Chứ biết chú biết tại sao không? Tại chú này chú mở cái cửa nó thoáng này. Chú hiểu ý cháu không? Chỗ này chú để cái cửa lên nó thoáng này, nó vào được này. Ra này nó làm được, nó vào nó có tổ này. Vâng, cho được nhất ra này đúng không? Ra này nhiều nhất đúng không? Vâng, ok đấy. Đây,
Chưa thua gì. Mới lấy hôm qua là 163 đó. Vâng, ok, thì cháu sẽ làm cho chú lại nhé. Ừ, không ổn rồi. Rồi mấy ống này gì đồ nữa cho em. Để cho cân khí lại cho. Thiếu nhiều lắm, phải khoan ống ra nhé. Nhào để thối này mới xịt vi sinh vào thì nó mới xử lý được cái mùi thối. Mùi thối là cái chuồng chim nhé. Một cái chuồng chim như thế này đúng là nó phải là cực kỳ đạt rồi. Ở cái vùng chim cực kỳ là tốt, Tam Nông, Đồng Tháp. Mà nó không đạt được mục tiêu. Phải làm cân này đi xong mới nghĩ cái cân mà nó to ấy mà mình là lỗi lầm ở đó nhé. Được chưa? Chứ không thể để lấy ngắn nuôi dài. Đúng không? Lấy ngắn nuôi dài. Cái đó là cái sàn dưới là nó thấp. Phải lấy cái đó leo lên cao. Còn một sàn nữa đúng không? Ba sàn mà đúng không? Có hai à? Hai sàn à? Ừ. Mở cái cửa đi vô này sáng quá. Không sao, cái đó cũng sẽ làm được. Mọi thứ đều giải quyết được nhé. Cháu sẽ thông khí cho chú. Và làm lại hệ thống loa dẫn loa du. Chứ ai mà làm loa du để như thế này. Này có loa gốc nè. Có loa gốc thì chứ nó vào gốc là ở đây. Mà sao mà rồi chỗ có chút không? Mình nó... Ừ, tại vì nó không đều âm. Mà mốc gỗ này theo. Thấy con gỗ mốc không? Cũng là phải ngồi phải lau nó đi. Nhé. Đây chỗ này đúng cái loa vị trí đâu đúng loa đâu, góc kia phải có loa này, chỗ này phải có loa, chỗ kia phải có loa. Mắt tùm lum ngược xuôi hết anh em. Này nói chung là chưa đồng bộ với loa. Đấy, còn chưa nói vấn đề là âm thanh có đúng hay không nữa. Thì anh gan dưới gồm lắm. Cái này mình lấy bình thường á. Mấy này là đúng rồi, đấy bình thường nhưng mà phải thông mấy cái lỗ khí 6 lít nhà ấy nhá. Mấy con dựng đây. Ừ, không tí cháu chắc kinh không. Tí nữa cháu sẽ điều chỉnh cho làm cái điều chỉnh hết tất cả mọi thứ cho. Nó mọi thứ nó sẽ trở lại một trạng thái bình thường của một hệ yến tuyệt vời nhé. Đấy, mình phải dọn dẹp như ghê kìa. Chứ không thể mình... Chứ cái tay nó leo lên nó đó. Vâng, được rồi. Tất cả mọi thứ sẽ được hoàn thiện trong khoảng một ngày hôm nay là sẽ hoàn thiện lại toàn bộ căn hộ chú đẹp như mơ. Nha. Sẽ đảm bảo được tất cả cái yếu tố kỹ thuật trong nhà yến cho chú. Nha. Âm mẩm sáng khí nhiệt phải làm lại và bắt loa lại làm lại cho chú nhé. Chú yên tâm. Đấy. Và để cái căn nhà này có thu hoạch thì bàn tay kỹ thuật phải nhúng vào. Chứ còn để chủ nhà mà nay hoay từ năm này sang năm khác. Và thực sự chú là chúng cháu làm rất là nhiều nên là cái việc mà để có kinh nghiệm vận hành những nhà yến thì nó sẽ đi vào một cái đúng, cái chuẩn thì mình sẽ yên tâm để cái thời gian mình thì nghĩ đến một cái việc khác. Không phải mình đau đáu lúc nào cũng nghĩ đến cái nhà yến, đúng không? Đấy thì cũng chia sẻ như vậy thôi. Hiện nay đang ở Tam Đông Đồng Tháp thì có khả năng là nếu quý vị mà ở gần đây có một cái dịp mà có thể tiện để làm luôn thì là tốt, mà không thì lại phải một thời gian sau chúng tôi sẽ đi về các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Bình Phước, Bạc Liêu thì có khoảng 1-2-3 ngày nữa có thể đi Bạc Liêu hoặc là có thể đi Sóc Trăng hoặc các tỉnh về 6 tỉnh miền Tây. Khi giải quyết xong thì coi như năm nay đã là cái kết thúc của cái chuyến đi cuối cùng của các 6 tỉnh miền Tây. Và tháng sau thì chúng tôi sẽ dành cho các cái khu vực Gia Lai, Tây Nguyên, các vùng Tây Nguyên và Bình Thuận, Phan Giang, Phan Thiết, coi như kết thúc một năm giải cứu nhà yến của công ty Sở Đồng Vàng của năm 2023. Năm 2024 thì chúng tôi lại bắt đầu áp dụng theo những khung giá mới để áp dụng, chứ không có thể dùng cái giá của năm nay để giải cứu được, và cái giá sẽ phải tăng hơn so với năm 2023. Cụ thể thì quý vị có thể là điện thoại cho chúng tôi cho số điện thoại 0987061958 để chúng tôi có thể có một cơ hội phục vụ quý vị. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị và hẹn quý vị trong chương trình này lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.